Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của trường Authentic. Ngày hôm nay thì em gửi đến cho các bác đây là một cái phiên bản Seiko Preset, và cũng khá lâu rồi em không làm một cái chiếc đồng hồ Seiko Preset nào cho các bác. Thì ngày hôm nay em có về được cho các bác đây là một con hàng mới, 100% đầy đủ hộp sổ và niêm phong bóc các bác nhé. Chiếc này thì nó sẽ mang cho mình một cái thiết kế khá là nhỏ, size của nó khá là nhỏ đấy các bác ạ. Size của em này tầm 38 chấm rưỡi. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có sổ hộp mà sổ cho những cái chiếc đồng hồ đầu máy 4R ha các bác ha, từ 4R35 đến 4R71, và bác có thể tham khảo thêm về cái quyển sổ này. Chúng ta sẽ đi vào review chi tiết về cái chiếc đồng hồ này các bác nhé. Chiếc này thì nó sẽ mang cho mình một cái mặt dial màu xanh, xanh deep blue. Đây là cái màu xanh xanh dương các bác nhá, màu xanh dương đây, và nó sẽ có một cái ô cửa sổ hồ tim open heart ở hướng góc 9 giờ. Về cái dòng preset này thì các bác có thể thấy rằng là khá là ít những cái dòng đồng hồ preset, Seiko preset mà size của nó là size nhỏ đấy. Và đặc biệt hơn thì lần này thì em có về được cho bác về một chiếc size nhỏ, và ở đây thì các bác có thể thấy rằng là thứ nhất là cái mặt dial của nó này, mặt dial của chiếc này thì nó sẽ là một cái mặt dial không phải dạng chạy tia. Còn cái mặt dial này, mặt dial kiểu vân 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 tròn đấy các bác. Đấy, vân tròn đang xen nhau này, các bác có thể thấy này. Nó khá là đẹp ha, và cái vị trí trung tâm nó sẽ vòng sang cái vị trí trung tâm là cái cửa sổ tim open heart đấy. Và cái chiếc này thì nó kiểu dáng thiết kế của những cái chiếc đồng hồ preset, các bác cũng biết rồi. Đấy, thì về cái dòng này thì nó sẽ có trong mình là ba kim, một cái ô cửa sổ hồ tim, và cái kim của nó thì nó được làm kiểu kim lá liễu. Và cái thiết kế của chiếc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là về hai kim chính ấy thì nó sẽ có cái tông màu của nó sẽ là màu trắng, còn về cái kim dây của em này thì nó sẽ là cái màu nguyên bản của thép đấy, cho nên là nó bắt sáng cũng khá là tốt. Còn về các kim cọc giờ của nó thì sao? Kim cọc giờ của nó thì nó sẽ được đan xen nhau giữa kim cọc giờ kẻ vạch và kim cọc giờ La Mã các bác nhé. Ở hướng 12 giờ thì nó sẽ có dòng chữ Seiko này. Đấy, hướng 6 giờ nó sẽ có là preset automatic ha các bác ha. Và ở check sang hướng dưới góc 6 giờ thì nó sẽ có trong mình là Make in Japan này. Đấy, đầu máy 4R38 các bác nhé. Đây là một cái cỗ máy cũng khá là ngon đến từ nhà Seiko. Về cái dòng preset thì các bác không cần phải nghĩ rồi. Đấy, kể cả trang bị lẫn cái thiết kế. Và cái chiếc này thì nó sẽ mang trong mình một cái mặt kính. Kính này là kính hơi cong nha các bác nha. Kính con này thì nó hơi cong một chút thôi. Và nó được trang bị trong mình là một khối kính sapphire nguyên khối, chống xước, chống trầy gần như là tuyệt đối. Và ở phía góc 3 giờ của nó thì nó sẽ có trong mình là một cái núng chỉnh. Đấy, và nó sẽ có đánh thêm cái logo chữ S đến từ nhà Seiko này. Đấy, các bác có thể thấy ha. Đi kèm vào đấy thì nó sẽ trang bị trong mình cái model này thì nó sẽ trang bị trong mình một cái dây thép đúc đặc đan xen nhau là ba sợi chỉ phay xước và hai sợi chỉ phay bóng, nhìn nó khá là nịnh mắt. Về cái thiết kế này thì các bác có thể thấy rằng là đây, để em lên tay thử cho các bác xem này. Về những cái dòng preset thì em khá là có duyên với những cái dòng preset đấy. Ở đây cổ tay của em này. Đấy, cổ tay của em là cổ tay 16 đeo trên mình một cái chiếc đồng hồ như thế này. Đó, nhìn khá là đẹp ha. Đấy, cổ tay 16, những cái size tầm 38.5 như thế này thì các bác đâu đấy tầm 16 trở xuống các bác đeo những chiếc này thì khá là hợp lý. Tại vì nếu như mà các bác tay cổ tay to hơn tí nữa thì nhìn nó hơi cố. Nếu các bác cổ tay to mà đeo những cái dòng preset mà size 38.5 như thế này thì đeo hơi cố đấy. Các bác tầm 15 chấm rưỡi các bác đeo những chiếc này thì vô cùng hợp lý rồi. Đấy, cổ tay của em cổ tay 16 đeo phải gọi là đeo được. Đó, về cái dòng này thì nó sẽ có một cái mã hiệu. Mã hiệu của nó là SRI 173 các bác nhé. Và giá niêm yết của hãng là 63.000 yên. Đấy, và chưa tính thuế nữa thì rơi vào đâu đấy, nếu như mà về thị trường Việt Nam, rơi vào đâu đấy tầm 11 triệu, trên dưới 11 triệu các bác nhé. Và nhưng mà khi mà các bác mua mua ở bên em ấy thì em săn hàng cực kỳ tốt, giá cực kỳ rẻ. Giá của em còn rẻ hơn cả giá niêm yết của hãng cơ. Cho nên là về cái chiếc này thì em gửi đến cho các bác mức giá của nó đâu đấy chỉ tầm 8 triệu 2 thôi. 8 triệu 2 là các bác có thể sở hữu được cái chiếc Seiko Preset này rồi. Cho nên là các bác nếu quan tâm về cái chiếc này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Đấy, giá thành của nó cực kỳ rẻ rồi. Đó,
với một cái màu xanh và một cái mặt đeo vân của nó khá là đẹp đó. Nếu các bác thấy cái video của em hay thì đừng tiếc cho em xin một like nhé, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi được quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.